Xin kính chào quý vị. Vậy là sau một tuần làm việc, chúng ta lại được gặp nhau vào chiều Chủ nhật tuần này. Trong tuần qua, thế giới phương tiện xung quanh chúng ta có gì đặc biệt? Thị trường xe ô tô, xe máy trong nước có những biến động gì? Chương trình Phương tiện cuối tuần sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với các loại phương tiện giao thông trong nước và quốc tế. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn cùng chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm tin phương tiện. Lượng ô tô của các hãng xe bán ra trong những tháng gần đây có chiều hướng tăng lên. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 7 đạt 9.360 xe, giảm 3% so với tháng 6 năm 2013 và tăng 26% so với tháng 7 năm 2013. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 7.676 xe, tăng 3% so với tháng trước, trong khi số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.684 xe, giảm 24% so với tháng trước. Thị trường ô tô trong những tháng qua đang chứng kiến sự đi lên rõ rệt. Thống kê cho thấy lượng xe bán ra trên thị trường tháng sau luôn cao hơn tháng trước. "13.700 là số chiếc xe Porsche được giao cho khách hàng trên toàn thế giới trong tháng 7 năm nay. Trên tổng số xe được bán ra thì có 2.285 chiếc là 911 Carrera, Cabriolet và Boxster. Trong đó thì Porsche Cayenne là dòng xe thành công nhất với 7.086 chiếc được bán ra. Sự thành công doanh số bán hàng trong tháng 7 vừa qua đã mở ra một khởi đầu tốt của Porsche trong nửa cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng xe đạp điện của người tiêu dùng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, chiếm tới 95% thị trường sản phẩm này vẫn là xe ngoại nhập có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản bởi mẫu mã đẹp, kiểu dáng bắt mắt. Dù vậy, xe đạp điện nội địa vẫn có tiềm năng lớn trên sân nhà. Phương tiện cuối tuần ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn xe đạp điện Asiana, một lựa chọn ưng ý cho người tiêu dùng trong nước và là khởi nguồn nhu cầu người Việt dùng hàng Việt cho thị trường xe đạp điện tại Việt Nam. Những năm xưa trên đường phố Hà Nội, chiếc xe đạp là một phương tiện đi lại chủ yếu và là món quà vô giá của người Hà Thành. Theo năm tháng, những chiếc xe đạp tưởng như bị lãng quên và dường như không còn xuất hiện nhiều trên phố bởi khi đi xe đạp phải bỏ ra không ít sức lực. Tuy nhiên, với những công nghệ ngày càng hiện đại, người ta bắt đầu phát minh ra xe đạp điện, một phương tiện đi lại không những có thiết kế lạ mắt mà còn có nhiều tính năng tiện dụng và thiết thực. Trong khi trên thị trường, xe đạp điện Việt Nam đang bị lép vế trước hàng ngoại nhập, công ty Tiến Lộc tiên phong cung cấp sản phẩm xe đạp điện nội địa Asiana mang phong cách sành điệu, đẳng cấp. Xe đạp điện Asiana đã tạo được một cơn sốt đối với thị trường xe đạp điện của Việt Nam, nơi đang rất thiếu những sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo và trên hết là đáp ứng được nhu cầu của số đông. Kiểu dáng năng động hiện đại hướng đến các bạn học sinh, sinh viên. Thiết kế đơn giản và cá tính dành cho các nhân viên văn phòng. Thiết kế tiện dụng cho các chị em nội trợ và người cao tuổi. Xe đạp điện Asiana đã chứng tỏ sự khác biệt của mình không chỉ với thiết kế độc đáo, kiểu dáng gọn nhẹ mà tính năng cũng không hề thua kém các xe ngoại nhập. Asiana Electric nhẹ nhàng, tiện lợi, bền bỉ, sở hữu trọng lượng 30 kg. Bánh 24 inch Asiana Electric đạt vận tốc tối đa 25 km/h và có thể đi được quãng đường tối đa 50 km/h. Asiana Fashion thời trang tinh tế, an toàn với tổ hợp đèn LED cực sáng và an toàn. Ốp nhựa thời trang Asiana Fashion an toàn tuyệt đối với hệ thống khóa đa năng. Sử dụng xe đạp điện không tốn sức như xe đạp mà lại có vận tốc không quá cao. Xe đạp điện mang lại sự chắc chắn và yên tâm cho người tham gia giao thông. Trước đây tôi thường sử dụng phương tiện là xe máy để đi làm và đưa con đi học, và hiện tại thì tôi đang chuyển sang phương tiện là xe đạp điện. Và tôi cảm thấy rất là hài lòng khi sử dụng phương tiện này bởi vì nó có thể là dùng để đi chợ, rất là tiện ích, cũng như là hàng ngày tôi chở con bằng xe đạp điện thì tôi cảm thấy rất là yên tâm vì cháu nó ngồi đằng sau nó rất là chắc chắn. Xe đạp điện Asiana được trang bị các phụ kiện như đồng hồ hiển thị, yên bọc da, giỏ sắt xinh xắn nhưng lại có khả năng chịu lực, chống va đập. Xe đạp điện trở thành xu hướng lựa chọn của những nhân viên văn phòng yêu thích sự năng động. Khi nghe bạn bè của tôi giới thiệu về một chiếc xe đạp điện, một chiếc xe vừa có thể di chuyển bằng điện và chuyển sang đạp bằng chân, tôi đã rất tò mò và ngay sau đó tôi đã mua cho mình một chiếc xe. Sau một thời gian sử dụng thì tôi cảm thấy nó rất phù hợp với một nhân viên văn phòng như tôi. Thay vì mỗi sáng tôi đi làm đúng giờ thì tôi thường đi sớm 15 phút, và vì thế tôi được mọi người trong cơ quan khen là một nhân viên năng động.
Với tôi, việc mỗi sáng đi bằng chiếc xe đạp điện này thì nó vừa rèn luyện sức khỏe và tôi trở nên năng động hơn. Với những ai yêu thích sự cổ điển sang trọng thì xe đạp điện Asiana Classic là một sự lựa chọn hợp lý. Chiếc xe thu hút rất nhiều bạn trẻ. Xe đạp điện Asiana Classic được trang bị màn hình LED hiển thị lưu lượng điện, đèn pha tổ hợp LED cực sáng và an toàn. Xe còn được trang bị cầu chì bảo vệ sự cố, an toàn với hệ thống kép, nhẹ nhàng với hệ thống trợ lực. Xe có thể đạt tốc độ lớn nhất 25 km/h. Xe đạp điện Asiana giúp người đi có thể chủ động thời gian khi di chuyển nhờ tính tiện ích và dễ vận hành. Hiện nay tôi là một sinh viên, tôi cảm thấy chiếc xe đạp điện này không chỉ dễ sử dụng mà còn có rất lợi cho môi trường. Tôi sử dụng nó để đi học cũng như là đi chơi với bạn bè. Vì vậy nên là tôi cảm thấy chiếc xe này rất có lợi và nhiều người sẽ sử dụng nó. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt cho 3 dòng xe Classic, Electric và Fashion còn tăng tốc với bộ biến tốc Shimano, giúp khởi động và vận hành êm ái. Xe đạp điện Asiana với khả năng đi xa nhưng gọn nhẹ không chỉ là một lựa chọn thông minh cho người tiêu dùng trong thời điểm giá xăng tăng cao, mà còn mang đến một làn gió mới cho thị trường xe đạp điện tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, trên thị trường xuất hiện rất nhiều những hãng xe đạp điện được nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó có những hãng như Honda, Yamaha, Biaton, Sezan và một số loại dòng xe khác. Các sản phẩm xe đạp điện Việt Nam muốn có chỗ đứng trên thị trường, thì các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một thương hiệu của người Việt để phục vụ nhu cầu của thị trường về chất lượng phải tốt, giá cả hợp lý, kiểu dáng thời trang, đa dạng về mẫu mã, đặc biệt dịch vụ sau bán hàng kịp thời và nhanh chóng. Công ty xe máy Tiến Lộc đã đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ hiện đại nhất để đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Công ty chúng tôi đã có hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc. Các sản phẩm xe đạp điện thương hiệu Asiana có thể bảo hành từ 6 tháng đến 3 năm tùy từng bộ phận của xe. Chế độ bảo hành chung là 2 năm. Asiana, năng động đến trường, dạo phố hay đi làm. Quý vị và các bạn thân mến, với những ai yêu thích thương hiệu đến từ nước Ý Piaggio và dòng xe Liberty, giờ đây đã có thêm một sự lựa chọn mới. Ống kính camera phương tiện hôm nay sẽ cận cảnh mẫu xe mới này của Piaggio tại Việt Nam. Kể từ khi phiên bản Liberty phun xăng điện tử được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam, chiếc xe Piaggio Liberty IE đã tạo được những dấu ấn đặc biệt về vẻ đẹp của phong cách và thiết kế kiểu Ý. Tiếp tục phát triển phân khúc dòng xe tay ga cao cấp này ở thị trường Việt Nam. Từ đầu tháng 8 năm 2013, công ty Piaggio Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm Piaggio Liberty Italia 3V IE phiên bản đặc biệt. Sản phẩm mới này có thiết kế yên và tay dắt sau giống phiên bản nhập khẩu, tem cờ Ý trên yếm và thân xe hài hòa với logo chữ Italia, thêu tinh tế hai bên yên xe, phối ba màu cờ Ý xanh, trắng, đỏ, tạo điểm nhấn về nguồn gốc của sản phẩm. Ngoài ra yếm sau và sàn để chân màu đen kết hợp hài hòa với màu xe trắng. Bên cạnh đó, còn được trang bị hệ thống khóa từ chống trộm, sử dụng bộ vành kích thước 15 inch với phanh đĩa 240mm, chân chống an toàn và hệ thống chống khởi động, nhắc người dùng gạt chân chống trước khi vận hành. Mỗi trong sản phẩm chúng tôi luôn chú trọng đến những thiết kế thanh lịch trong từng chi tiết, kết hợp với công nghệ động cơ tiên tiến. Chiếc xe Piaggio Liberty Italia 3V IE đã thực sự tạo được dấu ấn nhất là đối với các bạn trẻ có cá tính, đi tiền phong, tạo xu hướng và phong cách riêng. Qua ghi nhận, phân khúc dòng xe tay ga cao cấp này ở thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng và cơ hội được sở hữu sản phẩm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong suốt gần 70 năm qua. Đây còn là yếu tố để cho Piaggio không chỉ mở rộng thị trường Việt Nam mà còn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh những điểm nhấn vào hình thức, Piaggio Liberty Italia 3V IE phiên bản đặc biệt được trang bị động cơ mới 3 van với hệ thống phun xăng điện tử. Đây là bước đột phá về công nghệ sản xuất động cơ của Piaggio Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 85%. Giá bán của chiếc xe Piaggio Liberty Italia 3V IE là 57,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh về mẫu xe Piaggio Liberty 3 van phiên bản đặc biệt đã khép lại thời lượng 10 phút chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi, quý vị và các bạn sẽ có thêm một lựa chọn trên thị trường xe tay ga cao cấp tại Việt Nam. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông BTS thực hiện. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc chiều Chủ nhật tuần sau.